Sáng ngày 28 tháng 11, ông Vũ Văn Thẩm, bí thư huyện ủy Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, đã yêu cầu từ cấp xã đến huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm điểm liên quan vụ việc một hộ dân lên chờ cả buổi rồi được nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền chỉ 2.000 đồng. Như tuổi trẻ online đưa tin, dư luận xôn xao việc bà Nguyễn Thị Kim Truyện, trú thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão năm 2020 chỉ với số tiền 2.000 đồng. Hình ảnh tấm giấy mời kèm với tờ tiền trị giá 2.000 đồng mà hộ dân này nhận được đăng tải trên Facebook khiến nhiều người ngạc nhiên ông thẩm đánh giá về thống kê thiệt hại xã tam vinh đã làm rất tốt tuy nhiên thống kê và hỗ trợ thiệt hại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn thống kê để biết tổng thiệt hại còn hỗ trợ thì tùy thuộc vào nguồn lực khả năng hiện có của mình ông cho rằng việc hỗ trợ làm hơi kém ở chỗ là chi tiết quá như vậy là không đúng đáng lẽ người phê duyệt hỗ trợ phải chỉ đạo lọc lấy từ bao nhiêu tiền trở lên là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo ông thẩm việc chi tiền của xã tam vinh chưa được sâu sát với người dân số tiền lớn thì mời dân lên nhận ký tên để kiểm soát còn tiền ít như vậy thì nên giao về cho tổ dân phố chi trả giải thích cho dân có thể họp tổ đoàn kết thông tin cho người dân nói bà con về số tiền vậy xin ý kiến họ có cần thiết phải lấy không nếu không thì sung vào công quỹ hoặc trả lại cho nhà nước